Hello, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Quá là dễ thương. Cái bóp này là hiệu Juicy Couture, nổi tiếng, rất nổi tiếng, đúng không ạ? Cách đây 10 năm đó các bạn CC mê cái hiệu này lắm. Quần áo, giày, dép, nón, cái gì CC cũng là một cái hiệu này thôi các bạn, mê lắm. Nước hoa cũng vậy các bạn, mua để trưng, để nhìn cho đẹp. Mà các bạn biết không, CC thích như vậy nè. Nó giống như là vải, vải dù hay vải gì đó không biết. Cho nên chúng ta tha hồ mà giặt, nước đổ nó không thấm nữa. Cái dây đó thì các bạn cho lên xuống được ha. Đó, nhưng mà CC để ngắn như vậy để cho các bạn nhìn thấy màn hình đây. Thì đây, đây là cái logo. Và đây là để chúng ta đeo, đeo ở trên vai một cái như vậy nè các bạn. Còn các bạn muốn đeo dài hơn thì tháo cái dây này xuống ha. Rất là đẹp luôn. Có thêm một cái bóp nhỏ nè. Đây là hiệu Juicy Couture, cho nên vải của nó may cũng là cái hiệu của nó ha. Ở bên trong, cái lớp bên trong vải đó cũng là tên của hiệu ha. Đây, toàn ten dễ thương không. Và đây cũng là giống như là dù hay cái gì đó CC không biết, nhưng mà rất là đẹp. Các bạn muốn dây dài hay dây ngắn thì các bạn nới ra. Đó, bây giờ thì thật là dài rồi nè. Đó, thật là dài luôn ha. Còn các bạn muốn đeo ở trên vai không thì chúng ta đeo như vậy. Đó, dễ thương không? Quá là dễ thương. Màu hồng cũng rất là đẹp luôn. Có dây kéo ở trên giữa nè, để đồ không sợ bị rớt ha. Ở trong này cũng có một cái hiệu da ha. Vải cũng là vải của Juicy Couture ha. Nói chung là rộng đó các bạn nè. Cái phần đáy nè. Mà nó bằng dù hay nó bằng gì CC không biết nữa. Nhưng mà CC thì rất thích những cái loại như vậy. Dơ chúng ta giặt được. Nè, tiện không các bạn? Thích lắm. Đó. Xong, vậy thôi. Đơn giản, tiện lợi, mà lại là hiệu Juicy Couture, cho nên rất nổi tiếng. Tất cả CC mua là 30% off ha. Cái này là 79 đồng, thì trừ đi 30% off là nhiêu đó CC cũng không biết, các bạn hỏi anh Sa đi. Mới vừa đi mua về tức thì là ngồi làm video cho các bạn liền đây. CC mua cái này xong đi một vòng thớt là lâu luôn. Tèn 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 tèn. Đây là cái wallet. Cái này đó là để cho chúng ta bỏ thẻ credit card hoặc là một chút tiền. Còn mới, còn băng keo. Nhưng mà CC cần phải mở ra để coi coi bên trong nó như thế nào để cho các bạn biết. Còn không mở ra thì mình sẽ không biết được ở bên trong như thế nào. Loại khác CC có nhiều lắm, nhưng mà cái hiệu này mà cái bóp wallet ở trong này CC chưa có, cho nên không biết diễn tả với các bạn sao. Thôi thì cứ mở ra cho các bạn xem. Wow, rất là đẹp luôn các bạn. Đây, đây là những cái chữ họ in, cái tên hiệu, cái thương hiệu của cái hãng này, Juicy Couture. Nè, dễ thương không? Ồ, đây nè, như vậy, mở ra nó là như vậy. Cái này đựng bằng lái, hoặc là hình của hai vợ chồng, hoặc là của con cái. Rồi ở đây bao nhiêu cái thẻ đây? 1, 2 cái thẻ. Ở đây đựng tiền. Nó có cái zipper nó khóa lại thì chúng ta đựng tiền. Ở đây đựng thẻ, ở đây đựng hình. Nhỏ nhỏ, gọn gọn, đẹp đẹp. Đẹp lắm các bạn, rất là đẹp luôn. Cái này thôi CC không tháo ni lông ra đâu ha, để nguyên như vậy nghe. Cái này là 35 đô, 30% off. Thì các bạn nào mà mua cái giỏ này nè thì nên mua cái này luôn, là tại vì nó đi một bộ với nhau, nó cùng hiệu với nhau ha. Cái bóp này đựng cái gì cũng được, nhưng đây là chúng ta bỏ tiền, bỏ thẻ credit card, bỏ bằng lái hay bỏ chứng minh nhân dân gì đó, bỏ vào đây các bạn. Tuyệt đẹp luôn. Thật sự đó các bạn, đồ đã on sale rồi. Rất khó có thể tìm
chung hiệu với nhau. Cho nên mỗi lần CC nhìn thấy đó là CC phải lấy ngay. Rồi cứ đi vòng vòng đó suy nghĩ. Một là lấy hết hai cái, hai là bỏ hết hai cái. Chứ CC không bao giờ lấy một cái mà bỏ lại một cái bao giờ. Tiếc lắm. Chỉ cần đi một vòng thôi, các bạn quay lại thôi cũng đã không còn rồi. Vừa mắc người ta là người ta lấy ngay. Đồ on sale mà, là như vậy ha. Bạn nào thích bộ này liên hệ với anh Sa 0982571934. Rất là tuyệt vời luôn, rất đẹp luôn. Và cái hàng hiệu này CC thích lắm, thích vô cùng. CC có nước hoa nữa, CC có gửi về cho anh Sa cái hộp nước hoa này rồi đó, đẹp lắm. Mê luôn. Có nhiều món hàng CC mua, nhiều khi đó trong con mắt CC nó đẹp nhưng mà trong con mắt các bạn không đẹp. Cho nên đó là CC cứ mua đủ thứ hết á. Rồi CC làm video cho các bạn xem hoặc là chụp hình để lên Facebook. Trong vòng 2 tuần CC thấy không có bạn nào muốn mua, không có bạn nào thích là CC mang đi trả lại. CC chẳng có mất công gì cả. Đó là như vậy. Đó. Mà cũng không bị lỗ vốn, không có bị gì hết. Nè. Đẹp quá luôn. Bộ này cưng lắm, dễ thương lắm. Chúng ta mặc những bộ đồ lẫn lẫn bụi bụi, hoặc là những bộ đồ thun bó bó, hoặc là quần jean, hoặc là những chiếc áo đầm ôm, sang trọng, đẹp, so cute, là đây. Ok, bây giờ CC xin được tạm dừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Bye bye.